mưa lũ, nhà cửa ruộng đồng chìm trong biển nước, gia súc gia cầm chết hàng loạt. Hai cơn lũ nối tiếp nhau xảy ra tại Quảng Bình đã đẩy hàng nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh trắng tay. Khi mà đã mức nước lên quá cao thì không thể nào cứu được, thì như em đây thì rơi gọi đài con chồng em ở lại. Đáng nói hơn, đa phần những người dân này cũng chính là đối tượng bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển. Khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy bà con nông dân Quảng Bình làm gì để vượt qua khó khăn này? Sau hơn một tháng, chúng tôi quay trở lại trang trại chăn nuôi lợn của chị Đặng Thị Ngọc Ánh ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mặc dù hơn 10 tỷ đồng là con số thiệt hại mà gia đình chị phải gánh chịu sau đợt lũ kép, thế nhưng chị Ánh cũng như những chủ trang trại ở đây vẫn cố gắng khôi phục sản xuất. Vậy thì cái thiệt hại đó thì so với gia đình tôi là cực kỳ lớn. Vì nhờ chứ phát triển thì vẫn phát triển, nhưng sau cái cơn lũ vừa rồi thì mình là một người sinh ra từ ngành nông nghiệp, mình đã chăn nuôi rồi, mình không thể là giờ chứ mình ngồi lại hoặc mình không làm. Trang trại cố gắng là khắc phục, là trước hết là khử trùng chuồng trại, sửa chữa lại chuồng trại, nhập thêm 400 con lợn với 50 con gà, 30 tấn thức ăn để cũng củng cố quy mô để mình phát triển lại dần dần. Trang trại chăn nuôi gia súc của chị Ánh là một trong 323 trang trại của Quảng Bình bị thiệt hại do lũ lụt. Gần 1.340 con lợn mất trắng sau một ngày. Thế nhưng sau một tháng, những chuồng trại chống trải sau lũ giờ đã được thả những giống nuôi mới. Mặc dù khó khăn về nguồn vốn để tái đầu tư, nhưng chị Ánh đã cố gắng vay mượn từ anh em, bạn bè số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để mua giống và thức ăn, khôi phục chăn nuôi, sản xuất. Cơ sở vật chất chuồng trại hư hỏng do bị ngâm nước lũ, giờ đây cũng được nhanh chóng sửa chữa khắc phục để tiếp nhận giống kịp thời, tái sản xuất. Chỉ tính riêng ở thành phố Đồng Hới có đến 23 trang trại bị thiệt hại sau lũ. Không chỉ những trang trại chăn nuôi mà còn có cả những trang trại tổng hợp bị thiệt hại hoàn toàn. Lũ sau bão là hai trận lũ liên tiếp luôn. Trận lũ đầu là vào nhà là 2,2 mét, trận lũ thứ hai vào nhà là 1,2 mét, nước lên nhanh quá, lên cả dài cả trăm mét nước, mà từ bên bờ bên qua là hơn trăm mét nước. Bây giờ cùng cứu vớt được một số thôi, còn mấy nữa là tài sản trôi. Sau thiên tai, chủ trang trại đã tập trung làm lại đường xá để vận chuyển hàng hóa, thức ăn, đồng thời đắp lại đê hồ cá để chuẩn bị thả giống cá mới. Và tính về lâu dài thì họ đã có những cách riêng để tránh lũ. Sau đợt lũ đi qua thì người dân ở đây ngoài việc khắc phục những hậu quả sau cơn lũ thì đã biết xây dựng những ngôi nhà như thế này. Đây là một trong những cái ngôi nhà được xây dựng ở vị trí cao nhất ở trang trại. Theo chia sẻ của chủ trang trại thì việc xây nhà như thế này để tránh những cái đợt lũ tiếp theo có thể di chuyển những đàn gia súc cũng như các tài sản đến những nơi cao nhất để tránh bị thiệt hại do mưa lũ. Mặc dù 1,2 tỷ đồng là số tiền rất lớn mà gia đình anh Sơn bị thiệt hại, nhưng sau lũ, anh và gia đình vẫn quyết định vay mượn hơn 100 triệu đồng để xây dựng nhà chống bão, chống lũ, để chủ động đối phó với thiên tai. Tuần hoàn của mưa lũ thì bây giờ từ sau lũ bão số 6 thì gia đình cũng sắp xếp, có như bàn bạc và làm lại nhà chống lũ, cũng có bản vẽ là nhà chống lũ. Cả mưa bão nữa, mình xây dựng trên nền đất là cao nhất. Ở cái khu vực trang trại này là cái hướng, là hướng quay ra phía bắc, là để mình ở đấy là mình thấy là bắt đầu một cái phần nước lũ là lên từng nào là bắt đầu mình di chuyển, là các loài nào lên sớm, loài môn nặng thì cho lên trước, còn loài nhẹ thì cho lên sau. Sau cái lũ lụt thì lãnh đạo các cấp cũng như là chính quyền địa phương, đặc biệt là hội nông dân cũng đã lên thăm cả cái trang trại và động viên các trang trại. Cả cái khoản về hỗ trợ khác thì cũng đang khó khăn, cho nên cũng mong đảng nhà nước quan tâm để mà giúp đỡ thêm cho cả cái bà con
trang trại mà là hội viên nông dân đã khó khăn trong cái trận lũ vừa rồi. Ngoài thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản thì trồng trọt và lâm nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề với tổng giá trị ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Xã Đức Hoa, huyện Đức Ninh, tỉnh Quảng Bình là một trong những vùng trồng rau sạch theo quy trình Việt Gáp với quy mô lớn. Sau đợt lũ lụt vừa qua, hầu như 100% rau màu bị nhấn chìm trong nước lũ. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, người trồng rau nơi đây tăng cường chăm sóc những diện tích có thể phục hồi, chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2016-2017. Sau lụt bão thì dân thì hầu hết là ngoài cái khắc phục cái khó khăn là ở gia đình họ từ khắc phục, nhưng mà cái nạn nặng nhất là bây giờ thiếu giống. Những năm trước đây, 70-80% số giống lúa bà con nông dân đều dự trữ sẵn. Số còn lại là các loại giống lúa mới chất lượng cao bà con phải mua và được ngân sách huyện trợ giá. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm cho nguy cơ thiếu hụt nguồn giống trở thành hiện thực. Đây cũng là vấn đề cấp bách hiện nay. Chúng tôi đã là làm một mặt là làm văn bản đề nghị với chính phủ hỗ trợ các cái loại giống, nhất là các cái giống ngô ngắn ngày, ngô nếp, rồi các loại rau màu, nhất là các cái loại rau vụ đông để phục vụ. Thì chúng tôi đã chấp nhận là để hỗ trợ, nhưng mà đến nay thì vẫn đang còn rất là chậm. Trước khi tin đó thì chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh thì chúng tôi đã là trích cái ngân sách của tỉnh là 10 tỷ để hỗ trợ cho các địa phương, đồng thời là đề xuất để hỗ trợ ứng trước cái để mua giống phục vụ cho sản xuất trong cái vụ đông, nhất là các cái giống ngô, giống rau và một số các cái giống lúa để có thể triển khai sớm trong vụ đông xuân. Ngoài việc gặp khó khăn về nguồn giống thì những thiệt hại về kênh mương, bờ đê cũng phần nào cản trở kế hoạch sản xuất vụ đông xuân sắp tới của bà con. Chủ động cho vụ đông xuân sắp tới, các tổ chức cũng như cá nhân đã lên kế hoạch sửa chữa lại những bờ đê bị hư hỏng. Sau hai đợt lũ vừa rồi thì ở hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất ở An Ninh thì thiệt hại rất nghiêm trọng về kênh mương. Thì hiện tại ở hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất á, kênh mương thì khoảng 5 cây số. Và qua hai đợt lũ vừa rồi thì nó sập và nó đổ ngã thì khoảng gần 1 cây số. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để sửa lại kênh mương trước khi vào vụ sản xuất đông xuân để cho bà con kịp thời sản xuất. Như vậy, với những chính sách hỗ trợ kịp thời của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đối với bà con nông dân đã phần nào giúp cho bà con khắc phục được sản xuất, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn về lũ lụt gây ra, thì người dân nơi đây đang phải gánh chịu những thiệt hại do sự cố môi trường biển. Và để khắc phục một cách hiệu quả thì rất cần những giải pháp đồng bộ cũng như những định hướng lâu dài cho người dân để ổn định cuộc sống. Việc chi trả tiền bồi thường kịp thời cho bà con ngư dân là một trong những giải pháp bước đầu giúp khắc phục cuộc sống cho bà con. Được biết, giữa tháng 11 vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện chi trả bồi thường sau sự cố môi trường biển cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Đối với bà con ngư dân, so với gần 6 tháng chịu ảnh hưởng thì số tiền bồi thường sẽ giúp họ chủ động hơn trong ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện việc chi trả tiền bồi thường sau sự cố môi trường biển đợt 1 cho bà con ngư dân. Hiện nay thì có gần 235 đối tượng được chi trả tiền bồi thường qua hai hình thức, đó là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng. Đánh giá chung thì tất cả các bà con ngư dân chọn cái hình thức bằng tiền mặt vì thủ tục nhanh gọn và thuận tiện hơn. Và lấy tiền ta đối chiếu với chứng minh thư gốc và hộ khẩu thì là người sẽ trực tiếp lấy tiền liền. Còn mà vào tài khoản thì đôi lúc mình vào đấy rồi tiếp tục vào ngân hàng để qua một tài khoản nữa. Những cái thân phân mà tàu lớn ấy, thì mình về tài khoản nó hay hơn. Cũng như ông Tiến, bà Hoàng Thị Niềm, thôn Thanh Danh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch cũng chọn hình thức chi trả theo tiền mặt. Cả gia đình có 4 nhân khẩu, đợt chi trả lần này bà được nhận gần 80 triệu tiền đền bù thiệt hại sau sự cố môi trường biển. Với số tiền khá lớn này, bà cùng hàng trăm hộ dân ở đây đã có kế hoạch sử dụng hợp lý để ổn định cuộc sống. Tôi phải chuyển đổi qua cái kinh tế là giống như đi làm là kiểu nuôi trong thủy sản hoặc nuôi gà vịt ở trong để mình lấy cái thu nhập để cho con ăn học. Sau này là coi như tôi lấy cái tiền bồi thường của môi trường biển đấy để về sắm cái ngư lưới cụ, hoặc là coi như sắm tu sửa lại cái nghề nghiệp để vươn khơi vươn xa.
Đây là đợt chi trả đầu tiên của xã Thanh Trạch cho 235 đối tượng với hơn 6,8 tỷ đồng. Hội đồng chi trả của xã quyết tâm chi trả hết cho các đối tượng trong ngày, đồng thời tuyên truyền định hướng cho người dân sử dụng số tiền chi trả đúng mục đích. Việc chi trả cho bà con thì chúng tôi định hướng với là hai cái phương thức. Một là nhắc nhở bà con dùng cái đồng tiền này đúng mục đích, trước hết là khắc phục ổn định cái đời sống vật chất cho bà con. Việc thứ hai là cũng mong bà con là tiết kiệm và sử dụng cái đồng tiền này là vào là tái tạo, mở rộng cho sản xuất, đặc biệt là các cái chủ tàu là đầu tư là sửa chữa, nâng cấp, cải hoán tàu cá để vươn khơi vươn xa bám biển để khắc phục cái đời sống trong những tháng năm tháng ngày vừa qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo hội đồng bồi thường thiệt hại của tỉnh là tích cực cùng với là sát đến cơ sở, đến địa phương và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện ngay cái việc là hoàn thiện cái việc kê khai, việc tính toán định trên cơ sở định mức và các cái đối tượng đúng theo quyết định 1880 và tuyên truyền bà con nhân dân là đồng thuận với cái chính sách của chính phủ để kịp thời là đưa cái tiền bồi thường về tận cho bà con. Thì thời gian vừa qua đến nay thì trên địa bàn tỉnh là hầu hết các huyện đã đồng loạt đi trả tiền cho người dân bị thiệt hại, nhất là các cái đối tượng bị thiệt hại trực tiếp và các cái đối tượng lao động là giản đơn, những cái người mà rất cần cái đồng tiền bồi thường để sớm là ổn định đời sống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh là đang khẩn trương để làm sao đó theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là trong tháng 11 là phải chi trả hết cái số tiền trong ứng đợt 1. Cùng với những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh Quảng Bình và chính sự đồng lòng khắc phục hậu quả sau lũ lụt cũng như tạo sinh kế bền vững sau sự cố môi trường biển của người dân Quảng Bình, hy vọng rằng sẽ giúp cho vùng đất gánh chịu nhiều thiên tai, vực dậy với một tâm thế mới và phát triển bền vững trong thời gian sớm nhất.